Xin chào tất cả các chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ. Thì hôm nay á là được sự kết nối của anh Phán ở Vĩnh Long có hỗ trợ cho bé Quốc Minh một số đồ cần thiết. Thì mình cũng không biết là bé thiếu cái gì, cho nên bây giờ thì mình cũng đã tìm đến tận nhà của bé. Thì trước tiên thì hỏi thăm sức khỏe gia đình, với lại mình cũng muốn giúp đỡ bé. Thì anh Phán thì cũng có nói vậy thì mình cũng đến đây để tìm bé. Thì bây giờ thì xin mời cả nhà cùng theo mình xem nha. Đây là nhà của bé Quốc Minh. Hôm trước thì nó như thế này, thì cái nhà ở trong thì chỉ nhìn cao su với lại hai bên vách là thiết không mà, nhưng mà nó bị lủng lỗ hết trơn. Dạ chào chị. Dạ chào bà Năm. Tới chỗ ở Ô Môn mình anh, đang bé nè, chào chú đi con. Chào anh, chào chú. Ôi, chào con. Sao đi học chưa con? Giờ đi học còn, chú ơi. Giờ còn thiếu gì nè? Còn thiếu đồ. Trời, giờ chú sẽ mua cho con 3 bộ đồ ha. Dạ. Với bộ đồ thể dục. Còn thiếu bộ đồ thể dục không? Dạ, còn thiếu bộ đồ thể dục. Mấy bộ đồ thể dục được? Dạ, một bộ rồi. Được rồi, một bộ đồ để dùng với lại 3 bộ đồ bạn đi học được chưa? Dạ được. Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Xe em là em sao thì phải cho chú nghe luôn nha. Dạ. Rồi xe bị gì? Xe bị hư. Ở chỗ đó có cần chỗ nào sửa không? Con dẫn ra con sửa luôn đi. Dạ có. Rồi ok, dẫn ra sửa luôn ha. Dạ. Rồi tí nữa con sẽ dẫn con đi đi mua đồ. Dạ. Rồi đi xe ha. Dạ. Đây là bà Năm là bà nội của bé Minh nè anh Phán. Đây là cô. Chào Út. Chào bà. Chào ạ. Chào chị. Dạ. Sao cái xe đạp của em ha. Em dẫn lại cho chú xem mình lên dắt con. Cái xe đạp này nè mà nó bị lủng nè, bị xẹp bánh vậy. Rồi sửa lại cho bé đi. Dạ. Sửa đẹp lên ha. Dạ rồi em biết rồi. Coi có hư gì thì em kêu họ sửa luôn ha. Còn đây là nhà cửa nè. Em sẵn quay xem. Lấy nó gửi cho bé 200 cho chụp ảnh luôn tiền. Dạ rồi em biết rồi. Nó nhà cửa ở trên che cao su, mưa thì dột hết rồi. Rồi mai mốt nếu mà có thiếu gì nữa thì điện thoại cho có tiền ha. Nè chú dặn nè Minh ơi. Rồi
chú. Chúc chú có nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn con trai. Rồi. Bà Nam cũng muốn nói gì với bạn Nam. Cảm ơn. Cảm ơn. Giờ mấy chú giúp đỡ cho con cháu tôi cũng mừng. Cảm ơn là lo cho mấy cháu học tới nơi được cháu. Dạ, không có gì đâu bà ơi. Tôi cũng già cũng có làm tiền bạc thì cho nó mấy chú giúp đỡ cho tôi cũng mừng. Dạ, dạ, dạ. Để chủ nhật tuần sau con có đi ngang Cần Thơ, con liên hệ cho đây. Dạ. Dạ. Dạ rồi vậy thôi ha anh Phán, có chuyện chút nữa em dẫn bé dạ. Đi. Dạ. Rồi ok. Dạ, rồi cảm ơn anh nha, bye bye anh. Dạ. Dạ. Rồi bye bye em. Dạ. Rồi thì bây giờ thì cũng anh Phán cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến gia đình của bé Quốc Minh với lại bà Năm đây, với lại cô Út nữa. Thì giờ thì dẫn xe đi sửa trước thì mình đây ha. Rồi xong rồi chị em mình đi mua đồ. Con đi chợ nhiều chỗ quần áo chợ. Chị không mấy chị đi chung với em đi. Tại vì ở đây em cũng không rành đường có được không? Dạ dạ. Vậy đi ha, giờ mình dẫn xe mình đi sửa trước đi rồi sau đó mình đi chợ mình mua đồ cho bé luôn à. Thì đây là cái phần này là 400 ngàn của một anh giấu tên ở bên Mỹ là hỗ trợ cho bé Quốc Minh đây. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Chúc chú nhiều sức khỏe. Rồi thì cái phần kia đẩy sao gọi hôm mấy chị em mình đi mua đồ rồi về tính sao. Rồi. Chị thấy chị giờ mình chuẩn bị bé ha. À, chị chở bé đi. Bây giờ trước tiên là mình dẫn xe đạp đi. Mình đi qua bé xe. Để xe đạp lên xe đó. Được không chị chở được không? Được. Dạ dạ. Rồi nhớ đi luôn nha. Sửa đi chợ mua đồ mấy mấy cái chợ sửa xong đi đến chợ chợ nó có còn ngày đến hai. Dạ chị cũng được miễn sao yêu cầu mà tiện là mình đi. Đó, dạ. Sửa nó sửa nó có còn hai á. Rồi. Tới chỗ sửa xe rồi nè cả nhà. Giờ anh coi xe thấy anh sửa thì em coi cái gì giống như là nó cũ đủ hết mình làm tân trang lại cho bé này đi học ha. Dạ tân trang lại cho bé đi học với lại nghe nói là cái ruột của bé nó bị hư á. Đi học cái nó bị lủng hoài luôn á. Dạ. Anh sửa hai giỏ cho bé. Hai cái giỏ với hai ruột chỉ sửa ra. Dạ. Vậy là dây sên nữa anh thêm nhớt vô á. Dây sên thì nó sợ nó khô quá trời nó bị sét. Trời sét nè, sét hết trơn rồi. Vậy anh coi một cái giỏ của ruột của bánh vậy là bao nhiêu tiền anh? Cái giỏ 45 ngàn, ruột 25 ngàn. Giỏ 45, ruột 25 là nó 70 ngàn đúng không? Ừ. 70 là hai cái này là 140 ha. Đúng rồi. 140. Cái này thì mình còn yên bọng rồi mình còn xài được. Anh coi thắng bọng gì đó. Sửa rồi. Nó ngon không? Vô mở bò lại. Mở lại nha. Rồi dây sơn nhớ kia. Mấy cái này mình có cặn sẵn. Hả? Cái này còn xài được. Mình rửa lại, còn xài được. Cái này mình rửa ra lại hết, làm xong rồi đem đi rửa vậy đó. Thôi anh rửa giùm bé giùm em luôn á. Sao bông rửa chế mình rửa. Mình rửa sửa lại. Vậy là anh tổng cho em nữa là bao nhiêu? Về trước này khỏi gánh đi, nếu mà về sau thì về trước gánh cũng được. Nên tôi bông lại nó một cái giò hoài. Dạ dạ. Vậy em thôi cái nào. Cái về này được không? Cái về này là được rồi ha. Anh coi về sau mưa nó tạt lên. Dạ vậy anh coi thắng với lại Jason anh thêm nhất. Với lại hai ruột hai giỏ. Anh coi bao nhiêu tiền đó? 200 trở lại. Vậy anh làm đi, chút em quay lại lấy được không? Được, tiếng hồn. Tiếng đó nha. Rồi chị em đi chợ đó, chị chút em quay lại lấy. Đỡ bạn tạm được sao nha anh. Dạ dạ rồi, cảm ơn anh. Khoảng 4 giờ lên đấy. 4 giờ luôn hả? 2 rưỡi rồi 3 giờ. Anh Thủ làm nhanh cho em không? Ừ, anh Thủ làm liền. Anh Thủ làm liền cho em nha. Rồi. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Giờ mình tới chỗ mua đồ cho bé. Đồ đây là chuyên về bán đồ đi học luôn. Chú lớp 8 luôn kìa.
giật thứ của thằng bé này luôn. Mày lấy chơi. Đồ mới của trường. Cái này là mới hả? Đồ trường mới đổi. Trường mới đổi khác hả? Cái này là học trường nội trú là nó có theo mỗi cái thằng trường là nó có hết hả chị? Giống như là mình học trường nào mình lấy trường đó thôi. Đúng rồi. Được không? Chị thấy gì rồi vừa không? Nhỏ hơn tí, tí nữa đi, cái này nó hơi rộng. Đúng rồi. Lấy rồi hốt lấy hả? Cái này là mình trường nào thì nó có đồ đồng phục trường nấy hết trơn cả nhà ơi. Cho nên nó là phải mua đúng trường mới được. Lấy quần tay cho bé đi. Được rồi nè, mình đây ha. Mặt rộng đi cho nó thoải mái. Lấy 30 cho chị đi chơi. Được ha, còn Anthony nữa mà đúng không? Rồi, vậy được rồi. Anthony lên nó là vừa đó. Quá đẹp trai. Mặt vô không biết được. Mặt vô không biết được. Vừa rồi. Vừa rồi nhưng mà mình về mình lên like. Lên like cái này nè. Cái đây là được rồi ha. Rồi đẹp luôn. Cái này đi rồi giờ mình lên like lại. Ở đây mình có lên like. Hàng bộ nhiêu vậy? Ở bên shop bên đây hả? Cái này mình không biết giá trước hả? Quần 95, áo cỡ 80. Quần 95, áo 80. Lấy cho nó bé này 3 bộ đi. Rồi lấy y gan size như này nha. Để lấy cái khác về rộng. Lấy vậy đi, gửi vậy đi Minh. Đâu chắc chọn chị thấy dục là hình hình chị thấy dục xuống bé này đó ảnh đâu vì hai shop nó không bán riêng á. Hãy subscribe.
phiếu đâu. Cái phiếu gì? Con chưa nhận phiếu hả? Chưa lắm, con chưa. Chưa thì con mang lại phiếu đi, con lấy hộ rồi em bớt đồ lại chứ. Cái này mua mai phát nữa là dư á. Bớt lại bộ không? Bớt lại bộ thì mai người ta phát thêm bộ. À là tặng đó chị. Lớp 7, khối 7 có mà. Chưa có phiếu à? Chưa, lớp con chưa. Vậy chị có bớt lại không? Hay là lấy luôn? Là trường nó phát cho hay phát là sao chị? Phát cho một bộ. À rồi mình muốn mua thêm thì mình mua ha. Vậy thôi chị bớt lại cho bé một bộ đi. Dạ, còn đòi thể dục thì mình vẫn lấy luôn chị. Dạ rồi, rồi, cảm ơn. Tại vì không biết. Nhà lớp em không có phiếu không? Không phiếu phát không? Chưa phát xong đó. Tại còn lưu bu á. Năm nữa đó. Dạ. Giờ xe nào nó lớn nó mới mua xe lớn thôi. Xe này sườn nó chắc dữ lắm chắc. Dạ. Cái này người lớn chạy cũng được. Người lớn chạy cũng được luôn. Chạy bền lắm. Xe này loại sườn nhập của nước ngoài. À. Nó phải loại cái sườn đó đó. Rồi rồi. Thôi anh tính tiền cho em luôn đi anh ơi. Trên 170. 170 ha. Là cái này hai cái này là 140 được không? Ừ. 130. Là dây sơn ấy là anh làm giùm cho em luôn á hả? Làm hết trơn, hai một tháng sau luôn. Ăn nữa, hết trơn. Rồi em gửi luôn anh ơi. Dạ. Một bé 30 đi. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh luôn nha. Dạ. Rửa sơ giùm luôn rồi, giờ mình trở về cả nhà. Đưa về tới nhà rồi. Dạ, xong rồi đó bà Long ơi. Để đi Long, để đi. Để đi. Rồi, giờ hai ruột rồi, xong rồi hai giỏ luôn. Chú rửa với lại xe mắn lại giùm cho em luôn á. Với lại dây sơn nữa. Dạ, 170. 170 luôn hả? Dạ, 170. Dạ, chắc có mấy mấy tấm chuột cái gì mà đem đi cửa đi mà. Dạ, ủa chị Út đâu rồi bà Năm? Rồi nó học ở đâu mà sao con lại mua đồ, rồi cái chị kia nói là phải học ở trường nào mới biết đưa đồ là sao mà năm là sao Minh? À trường này hồi nó trong cục của trường đó. À rồi lúc trước em học ở đâu? Trường cái học Kim Đồng trong Châu Văn Liêm hả? Không phải. Tiểu học em học trường cái học Kim Đồng, còn trung học em học ở trường trung học cơ sở Châu Văn Liêm. À rồi sao mà em muốn học đó nữa mà em chỉ ở bên đây? Tại vì em người dân tộc. Là sao? Ừ, dân tộc thật dữ quá. À dạ. Thầy bên đây dữ quá thầy. Dạ. Là lúc trước á là bé học trường Châu Văn Liêm mà cái tới năm học này rồi cái
xuống không bà Năm? Rồi ở đó mình người ta có giảm cho mình được tiền chị không Năm? Dạ là người ta cho mình đường thì này kia rồi người ta với mình đã có gia đình mình hãy nhớ đăng ký và share ủng hộ kênh của mình nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại cả nhà ở video sau.